tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe bán tải của Mazda nó cũng gần giống như những chiếc xe bán tải của Ford các bạn nhé. Đều có phiên bản 2.2, phiên bản 3.2. Thì chiếc xe ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2 các bạn nhé. Phiên bản 3.2, số tự động 2 cầu, nó giống như chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 đấy các bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và chiếc xe này lăn bánh được 12.800.000 rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt ở chiếc xe này tôi sẽ giới thiệu từ từ cho quý vị và các bạn cùng xem, đó là chiếc xe này được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ xịn các bạn nhé. Toàn bộ này, gương chiếu hậu gập điện auto kìa. Tôi cứ đến gần là cái gương này nó sẽ mở ra theo cái chìa khóa đến gần là gương mở, còn lại là đi xa là khóa xe tự động khóa và gương cụp đấy. Và hơn nữa là xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top và có cả đề nổ từ xa luôn các bạn nhé. Rất là nhiều đồ đẹp đấy các bạn ạ. Và kể cả bộ la răng, lốp các thứ đều độ rồi các bạn này. Camera sườn hai bên, camera lùi, màn hình Android, đèn đóm các thứ đều độ rồi các bạn ạ. Và ở cái phiên bản 3.2 này thì đi rất là khỏe các bạn nhé. Không khác gì chiếc xe Wildtrak các bạn ạ. Đấy, không khác gì chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Bản thân những chiếc xe bán tải của Mazda, khung gầm, máy móc đều chung với của Ford các bạn nhé. Động cơ như nhau luôn các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là rất là đẹp và độc các bạn ạ. Màu này là màu đỏ các bạn nhé. Đỏ, màu đỏ mận đi các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu các bạn thấy đây, rất là khỏe khoắn. Đấy, chủ xe cũng đã sơn cả mặt ca lăng này, la răng này, đen này. Đấy, nhìn chiếc xe này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2 2014 này, chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 300 triệu đồng thôi các bạn nhé. Cụ thể là chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc Mazda BT50 phiên bản 3.2 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, quý vị và các bạn xem đây, toàn bộ dàn lốp đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Những cái dàn lốp của chiếc xe bán tải này thì đi thì bền vô lối luôn, và đi được rất lâu vì nó dày các bạn nhé. Đấy, lốp này, cả một dàn lốp la răng đều độ và còn rất mới đây ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn nhá. Đây là cái dàn lốp, dàn lốp này cho đến đèn, đèn pha cũng là đèn bi, đèn gầm cũng là đèn bi. Đấy, bộ đèn này đi đêm rất là sáng luôn các bạn nhá. Đấy, độ bộ đèn này đi rất là sáng luôn này. Lốp này, la răng này đều rất là khỏe này. Bậc cửa cũng là bậc cửa kim loại này, bậc cửa kim loại rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ khung gầm này, sắt xi này, chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới dọn đi cho nên là rất là đẹp rồi, các bạn xem rõ luôn này. Đấy, lốp sơ cua cũng rất là mới và dày như này đây. Đấy, toàn bộ những cái phần gầm này các bạn xem này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, gầm rất đẹp và rất mới này. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, tính ra là 10 năm sử dụng rồi các bạn ạ. 10 năm sử dụng rồi mà còn đẹp như này đây. Đấy, quý bạn xem đấy. Một chiếc xe là khá là đẹp đấy ạ. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem cả phần gầm nhá. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi. Đấy, gầm đều rất là đẹp luôn các bạn ạ.
đấy, camera sườn ở bên hai gương này. Lát nữa thì tôi lên xe tôi cho quý vị và các bạn xem cái camera sườn đấy. Gương chiếu hậu gập điện và auto luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về option mà chiếc xe này đã có nguyên bản và độ thêm các bạn nhé. Đây là cái tab đi cánh cửa đây các bạn này, rất là mới, rất là đẹp luôn, keo chỉ còn nguyên hết nhá. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đâu các bạn này. Đấy, nội thất này, nội thất thì cũng đã được trang bị là nội thất da nguyên bản của xe rồi. Với những chiếc xe phiên bản 3.2 này, và đặc biệt là ở những chiếc xe Mazda thì đều được có ghế da rồi các bạn nhé. Đấy, đều có ghế da cao cấp nguyên bản của xe này. Ghế da cao cấp của xe rất là xịn này các bạn này. Đấy, tôi quay vào đây cho các bạn xem. Cái ghế da của Mazda nó xịn lắm. Đấy, ghế da bản thân vì những chiếc xe này là xe nhập khẩu cho nên là được sản xuất tại nước ngoài, cho nên rất là xịn các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ cho quý vị các bạn xem cái tab đi cánh cửa phía sau đây này. Toàn bộ những cái keo chỉ này là cũng còn nguyên zin hết này. Tab bi rất đẹp luôn. Nội thất đằng sau đây rất đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở lên, tôi bật điện lên cho quý bạn xem về cái phần này. Màn hình cam sườn. Đây là cái phần mà chủ xe độ thêm này. Start top này. Đấy. Bật start top, bật điện lên là màn hình Android chính giữa này. Màn hình cũng rất xịn này. Cam sườn này. Cam sườn là khi mình đứng yên thì nó sẽ chiếu về đằng trước. Đấy, nhưng mà khi mình đi lăn bánh thì bắt đầu rẽ bên nào nó sẽ chiếu về bên đấy để cho mình xem cái lốp sau. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe lăn bánh được 12 vạn 8 rồi các bạn này. 12 vạn 8 này, vô lăng, tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy. Đấy, điều hòa auto. Đấy, Mazda là option đã có một điều hòa auto rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Bản đồ dẫn đường, màn hình Android. Bây giờ tôi lại tắt điện đi để ra ngoài giới thiệu cho các bạn xem về bên ngoài của chiếc xe này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da đằng sau cũng rất đẹp. Đấy, nhìn về đằng sau đây các bạn thấy đây ạ. Đèn cũng đã được độ rồi. Đấy. Cảm biến lùi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ nguyên zin. Keo chỉ nguyên zin là chắc chắn rồi. Tắp đi cánh cửa đẹp. Nội thất ghế da phía sau. Đấy. Cái này nó đang tuột khóa ra đây này. Đây đang tuột khóa ra nhá. Lát nữa tôi kéo lại. Bị tuột cái khóa ở ghế thôi. Và đây là cái tắp đi phía trước bên phụ này. Cũng chắc chắn với quý bạn là keo chỉ nguyên bản này. Tắp đi cánh cửa đây. Ốc bản lề các thứ là còn nguyên này. Đấy, rất đẹp luôn này. Ốc bản lề này. Nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng trong này rất mới luôn này. Cam hành trình, có luôn cả cam hành trình rồi này. Màn Android. Đấy, rất là nhiều đồ xịn mà chủ xe đã lắp thêm cho chiếc Mazda BT50 2014 này quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này. Đấy, ở cái phiên bản 3.2 thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 này là một cái khối động cơ diesel các bạn nhé. Động cơ diesel với dung tích 3.2 lít rất là khỏe rồi các bạn này. Chạy những chiếc xe này rất khỏe và nó là động cơ diesel, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Nhiều quý vị và các bạn bảo chấm to này thì đi tốn nhiên liệu, nhưng thực ra là động cơ diesel, tức là máy dầu ấy, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn cũng là nguyên bản này, chưa có làm lại đâu nhá, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 12 vạn 8 thôi. Đấy, chăm sóc bảo dưỡng đều thì cái động cơ này đi nó rất là bền các bạn nhé, chưa có phải làm gì cả luôn, rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2 2014. Đấy, rất là đẹp, rất là mới như này đây các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ nội ngoại thất động cơ, kể cả là về phần gầm của chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 3.2, sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 12.800.000 km. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.